Xin chào các bạn đến với buổi tập của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tập 20 phút sức mạnh toàn thân giúp cho cơ thể của các bạn trở nên rắn chắc, phát triển khỏe mạnh hơn nữa ha. Chúng ta sẽ có vòng khởi động với 3 bài, sau đó tập chính với 6 bài tập khác nhau, tổng cộng 3 vòng nha các bạn. Giữa mỗi vòng thì chúng ta sẽ nghỉ 1 phút, cho nên đừng lo lắng. Sau đó là chúng ta sẽ kết thúc với phần giãn cơ ha. Trước khi chúng ta bắt đầu thì hãy chuẩn bị hai cục tạ đơn phù hợp với sức của các bạn và bấm nút kết video này nha. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2, 1, ok, chừng chì nữa chúng ta hãy bắt đầu với nhau 20 phút tập luyện nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 3 bài khởi động đầu tiên nha các bạn. Bài đầu tiên trong tiếng Anh gọi là hamstring scoop. Ở đây ha, chân phải bước về phía trước, tay hạ xuống, nghiêng người quạt tay rồi mở rộng vai, đứng trở lại, sau đó rút chân về. Và chúng ta sẽ đổi chân ha, luân phiên trái phải ha. Tập cho quen nha các bạn, đây là một bài rất là phổ biến để khởi động toàn thân, đặc biệt ở dân fitness nước ngoài. Chúng ta sẽ căng giãn cái phần đùi nè, rồi cả cái phần lưng, bả vai rất là tốt nha mọi người. Làm luân phiên 15 giây nữa thôi các bạn. Hít thở ha. Đặc biệt đối những video nào mà không có phần khởi động thì các bạn hãy cố gắng bật video khởi động riêng ra nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đứng ha. Là một bài khởi động rất là đơn giản thôi. Từ đây nè, bước chân phải về phía sau, đồng thời tay mở ra, rồi thu về, hạ xuống, rồi đổi chân ha. Luân phiên trái phải nha các bạn. Này, đứng ha, chân phải bước ra sau, mở hai bả vai ra, rồi xoay lại, rồi đổi bên. Hít, thở, mở lồng ngực ra. Đúng rồi, sau một ngày mà các bạn ngồi làm việc thì cái lồng ngực của các bạn bị ép lại thì các bạn hãy cố gắng mở rộng ra. Hít, thở, đúng rồi. Tiếp tục 5, 4, 3, 2, last one, rất tốt. Rồi, bài cuối cùng của phần khởi động ha, chúng ta sẽ đứng ở giữa này. Bước chân phải hạ xuống đấm 1, 2, thu về, hạ xuống đấm bên kia ha. Đúng rồi, hai cái đấm, rồi xong bước chân về hạ xuống đấm. 30 giây cuối cùng nha các bạn, hít thở đều. Hạ xuống, siết bụng 1, 2, xoay lại, đổi bên, rất tốt. Hít thở đều. Các bạn anh chị vẫn tập đều mỗi ngày theo lịch tập không? Nhớ kiểm tra lịch tập ở trên website của mình nha. Hít thở, cố gắng tập để cho cơ thể khỏe mạnh, khi đó chúng ta sẽ vui vẻ hơn mỗi ngày. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 1 phút và chúng ta sẽ bước qua phần tập chính của chúng ta ha mọi người. Chúng ta sẽ tập sức mạnh với 2 cục tạ đơn với 6 bài thôi. Mỗi bài tập 30 giây, nghỉ 15 giây. Sau hết 6 bài chúng ta sẽ nghỉ 1 phút và lặp lại 2 lần nữa nha mọi người. Rồi, bây giờ các bạn hãy cố gắng chuẩn bị 2 cục tạ nha. Các bạn có thể cầm 2kg, 4kg, 6kg tùy vào khả năng của các bạn ha. Nếu được các bạn chuẩn bị 2 cục lớn và nhỏ. Mình đang cầm là 6kg nha mọi người. Rồi chúng ta hãy tập cùng với nhau ha. Rồi đôi khi chỉ là 20 phút thôi nhưng mà rất là tốt. Rồi bài đầu tiên nha. Hai chân của các bạn sẽ mở rộng một tí. Hai tay cầm hai cục tạ, hạ xuống, giữ lưng thẳng, mở ngực ra, rồi đẩy lên. Nhớ nhón gót nha mọi người. Hạ xuống, hít vào, lên thở. Tập chân, mông đùi cũng như là cái phần cổ chân của các bạn ha. 30 giây bắt đầu, xuống hít, lên thở, nhón gót lên. Đúng rồi, hít, thở. Không cần thiết phải làm quá nhanh nha mọi người. Đặc biệt khi chúng ta tập những cái bài sức mạnh thì chúng ta chú tâm vào kỹ thuật, cảm nhận cơ thật là nhiều vào. Đúng rồi, 10 giây nữa thôi. Hít, thở, 8, 7, đứng thẳng sau nhón gót, 3, 2, 1, rồi, rất tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập cho cái phần thân trên, đặc biệt là phần cánh tay ha. Từ đây giữ, đưa lên, hạ xuống, sau đó mở rộng ra bên ngoài ha mọi người. Chúng ta sẽ làm hẹp, rồi xong mở rộng ra. 3, 2, 1, thu, hạ, rồi mở cái cổ tay ra, hai bên ha. Trái, các bạn cũng có thể mở, đưa vậy thôi cũng được ha. Không cần phải xoay cổ tay. Cố lên nè. Nếu mà được, xoay cổ tay, hạ xuống, rồi mở rộng ra bên ngoài. Rất tốt các bạn.
Tay các bạn di chuyển nhưng mà người của các bạn vẫn đang làm việc để giữ cố định ha. Rất tốt. Rồi, bài tiếp theo ha, chúng ta sẽ làm bài front raise. Rồi, chân tay phải đưa lên hạ xuống, rồi tay trái đưa lên nha mọi người. Rồi, cố gắng chúng ta giữ cố định ha. Nếu mà khó chúng ta làm một cục, hai tay cầm một cục thôi các bạn. Lần phiền trái hạ xuống bên phải. Hít thở đều. Mở ngực ra. Rất tốt các bạn. Chúng ta làm chậm cảm nhận cái phần cơ ha. Rất tốt, các bạn sẽ cảm thấy hơi mỏi cánh tay này, mỏi phần vai nha. 3 2 1 Rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài deadlift nha mọi người. Rồi, trong lúc mà 15 giây nghỉ các bạn có thể hạ tạ xuống ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cầm lên. Bài tiếp theo sẽ là bài deadlift. Đẩy mông về phía sau, giữ lưng thẳng nè. Rồi mông về phía trước. Đây là chuyển động mông nha. Rồi bắt đầu. Hết. Siết bụng, siết mông, đẩy. Đây, đúng rồi, rất tốt. Với anh chị nào mới tập ha, thì Hiệp gửi lời chào mọi người. Rồi, mọi người cố gắng tập đúng kỹ thuật giúp Hiệp. Hết, thở. Sau một thời gian thì các anh chị nắm quen kỹ thuật rồi, thì các anh chị tập rất là tự tin và rất là khỏe hơn nữa ha. 3, 2, 1, rồi, rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài hít đất cho cẳng tay sau nha mọi người. Rồi tay mở rộng hơn vai một tí thôi nha. Cùi chỏ khép lại. Rồi các bạn có thể làm trên đầu gối vòng thứ nhất ha. Hạ xuống hít nào. Lên thở đẩy bắt đầu. Xuống hít. Lên thở đẩy. Đúng rồi. Những anh chị nào khỏe chúng ta có thể nhấc đầu gối lên ha. Hiệp sẽ đồng hành cùng với anh chị mới tập, những anh chị còn hơi yếu. Chúng ta chỉ cần hạ đầu gối xuống. Cùi chỏ khép vô. Các bạn có thể xuống nửa đường thôi cũng được. Cố lên nè. Chỉ có 30 giây một bài thôi. 5 4 3 2 1 Rất tốt. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài squat curl and press. Bài này tập toàn thân ha. Sẽ xoay ngang cho mọi người thấy. Cầm hai cục tạ hạ xuống. Rồi cuộn tay lại. Đẩy qua khỏi đầu, sau đó lặp lại ha. Rồi, bắt đầu xuống hít. Lên cuộn, đẩy qua khỏi đầu. Rất tốt. Hít, thở, đẩy. Rất tốt. Ổn mọi người. Đúng rồi, 10 giây nữa thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Các bạn và các anh chị vừa mới hoàn thành xong vòng thứ nhất ha. Bây giờ chúng ta nghỉ một phút, uống một tí nước. Và sau đó chúng ta sẽ làm vòng thứ hai, vòng vòng thứ ba. Những cái bài này thôi, không có gì khác ha mọi người. Rồi, 45 giây nữa ha. Nếu mà các anh chị thích thì anh chị có thể tăng tạ lên nha. Hoặc là giảm tạ. Tùy thuộc. Những anh chị nằm mới thì chúng ta tập vừa phải thôi để cho quen cấu trúc cũng như là cái chương trình tập luyện ha mọi người. Rồi. Các anh chị còn 20 giây ha. Nếu mà mình chưa bấm nút thích video á, trong 20 giây này kéo video lên, bấm nút thích một cái ha. Rồi cảm ơn anh chị. Chúng ta có 15 giây ha. Chúng ta sẽ quay trở lại với bài đầu tiên. Đó là bài squat. Hạ mông xuống. Rồi đứng dậy, nhón gót lên nha mọi người. Chỉ có 30 giây thôi. 4, 3, 2, 1, hạ xuống hít. Lên thở, nhón gót lên. Đúng rồi, rất tốt. Hít, thở, đẩy. Rất tốt. Rất ổn, rất ổn. 10, 9, và tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần bắp tay nha mọi người. Trong lúc mà mọi người nghỉ 15 giây, mọi người có thể thả lỏng tay ha. Và tiếp theo, nhớ nếu mà được cuộn ha, giữ này, lên cuộn tay ở giữa, xong mở rộng ra hai bên ha mọi người. Rồi cầm tạ lên nè. 3, 2, 1, lên cuộn tay, hạ xuống, mở ra hai bên. Rất tốt. Thở, hít,
thở, hít. Cái chiều nào mà chúng ta cuộn cơ bắp nhiều á, thì các bạn hãy thở ra. Đúng rồi, hít thật sâu, thở ra ha. Hít thở rất là quan trọng bởi vì cơ thể chúng ta có thể chuyển động được nhờ vào năng lượng tạo ra từ những tổng hợp với oxy nha. Rồi, và tiếp theo mọi người ha, đưa một tay lên, hạ xuống, rồi đổi bên còn lại nha mọi người. Rồi, 5, 4, 3, 2, rồi giữ hơn chặt. Tay phải hạ xuống, tay trái rất tốt. Lên thở, xuống hít. Cứ làm chậm nha mọi người, đưa lên giữ một tí nè, hạ xuống, tiếp tục. Mười, chín, tám, ba, hai, một. Rồi, rất tốt các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài deadlift nha. Ha, bài này á, nó không phải là bài nâng cao mà nó là một bài căn bản thôi. Cho nên các bạn cố gắng tập ha. Nhớ đẩy bông về phía sau nè. Đó, lưng giữ thẳng đẩy về phía trước ha. Rồi, bắt đầu nha. Hít, siết mông đẩy. Bài thở, rất tốt, hít thở sâu, thở. 15, rất tốt các bạn. 10, 9, 3, 2, 1, rất tốt các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ hạ đầu gối xuống ha. Mình sẽ làm bài tricep push-up nha mọi người. Hít đất cho mà cẳng tay khép vô người nha. Nhớ nha, có hai lựa chọn. Một là hạ đầu gối, hai là nhấc đầu gối lên, tùy các bạn ha. Rồi, hạ đầu gối nè. Nhớ giữ lưng thẳng, hạ xuống cùng lúc, lên cùng lúc luôn. Còn lựa chọn khó hơn, nhấc đầu gối lên nha. Tùy sức chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ có tổng cộng 30 giây thôi. Cho nên là chúng ta cố gắng hết sức ha. 9, 8, 7, 3, 2, 1, rất tốt. Và bài cuối cùng, bài tập toàn thân nha. Nè, squat nè, cuộn tay, đẩy qua khỏi đầu, chỉ vậy thôi nha. Rồi, lẹ lắm, lẹ lắm. Rồi, cầm lên, chuẩn bị 3, 2, 1. Hạ xuống, hít vào, thở cuộn, đẩy qua khỏi đầu ha. Chúng ta không cần thiết phải làm quá nhanh ha, đẩy. Đúng rồi, cảm giác cầm hai cái đồ vật lên, thở, đẩy qua khỏi đầu. Các bạn tập này á, mà chuyện săn chắc khỏe mạnh cơ bắp ấy, thì giúp cho các bạn sinh hoạt ha. Chúng ta có thể đi chợ cầm đồ vật rất là dễ dàng. 3, 2, 1, rồi, rất tốt. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong vòng số 2 nha mọi người. Mọi người có thể uống một miếng nước ha. Rồi, lau một tí mồ hôi. Sau đó tập một vòng cuối cùng thôi, vừa phải. Đối với những anh chị nào nâng cao á, đôi khi chúng ta kiểu như là hơi mệt mệt, chúng ta không tập được 30 phút liên tục những bài nâng cao, thì các bạn có thể tập bài này ha, vừa phải thôi. Cũng rất là tốt ha mọi người. Quan trọng là kiên trì giữ thói quen tập luyện thường xuyên. Ok. Rồi, chúng ta còn một vòng cuối cùng thôi nha mọi người. 6 bài và sau đó chúng ta sẽ có khoảng tầm 2 phút giãn cơ cùng với nhau nha. Rồi, chúng ta sẽ quay lại bài đầu tiên. Squat, đứng dậy, nhón gót lên. Ok. 10, 9. Rồi, cầm lên nè. 5. Rồi, mở ngực ra, giữ, siết cơ bụng, hạ xuống, hít vào. Lên thảy, lên đẩy nhón gót lên. Đúng rồi, hít, thở. Chúng ta vừa tập cho chân, vừa tập cho cổ chân thăng bằng luôn ha mọi người. Hít, thở, rất tốt. 10, 9, 8, rất tốt. 6, 5, 3, 2, 1, rồi, rất tốt ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ cuộn cho phần bắp tay của chúng ta ha. Giữ nè, cuộn lại, giữ.
Rồi mở ra hai bên thôi mọi người. Nhập 3 2 1 rồi. Cuộn bắp tay vô giữa, hạ xuống. Rồi ra bên ngoài. Rất tốt. Hết. Lên thở, xuống hít. Rất tốt các bạn. 10 9 2 1 Rồi các bạn có thể hạ xuống nghỉ 15 giây ha. Cầm hai cục nè, lần này đưa lên tay phải. Đưa rồi xong tay trái đưa ha mọi người. Cố lên nha, rất là nhanh. 3 2 1 Rồi tay phải hạ xuống, tay trái hít lên thở. Đúng rồi, xuất sắc, xuất sắc. 20 giây. Mười, chín. Rất tốt các bạn. Hai, một rồi. Ok, bài tiếp theo chúng ta sẽ làm bài deadlift nha mọi người. Hạ mông, đẩy lên ha. Cố gắng lên nha mọi người. Nhớ nha, tranh thủ 15 giây mình thả lỏng tay một tí. Sau đó cầm lên liền. Rồi, làm ha. Xuống hết. Lên thở. Rất tốt các bạn. Mười, chín, tám, ba, hai, một rồi. Rất ổn. Bài tiếp theo chúng ta sẽ làm bài hít đất tricep là phần tay sau nha mọi người ha. Rồi bản thân mình sẽ làm lựa chọn khó là nhấc đầu gối lên nha. Còn ai á, muốn dễ hạ đầu gối. Rồi 3, 2, 1 xuống hết. Đẩy. Các bạn có thể thấy mình làm chậm ha. Thật ra làm chậm các bạn cảm thấy nặng hơn đó, chứ không phải là thấy nhẹ hơn đâu. Rất tốt. Sáu giây nữa thôi. Rất tốt các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đứng lên làm bài cuối cùng thôi nha mọi người. Đó là bài squat, curve and rest. Ngồi xổm, cuộn tay và đẩy vai. Đấy, tiếng Việt là như vậy ha. 3, 2, 1 xuống hít. Lên thở cuộn, đẩy qua khỏi đầu. Rất tốt. Xuống hít, lên thở, đẩy. Xuất sắc. Cố lên các bạn. 10 9 3 2 1 rồi. Xuất sắc ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn có thể hạ tà xuống, cất đi một bên. Chúng ta sẽ giãn cơ cùng với nhau nha mọi người. Các bạn làm rất là xuất sắc ha. Các bạn nên vỗ tay cho bản thân mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giãn cơ cùng với nhau nha mọi người. Những bài rất là căn bản ha. Rồi, thứ nhất ha, các bạn có thể ngồi xuống hoặc quỳ xuống cũng được ha. Rồi, kéo một tay đưa qua phía sau lưng ha, giữ lại. 10 9 Rồi, các anh chị cho mình biết cảm nhận của anh chị như thế nào ha. Đối với những anh chị nào mà cảm thấy nó dễ, chúng ta có thể tập lại lần sau với tạ nặng hơn. Với anh chị nào mà mới tập á, cảm thấy nặng á, thì chúng ta có thể giảm nhẹ lại ha, đổi tay. Còn một số anh chị nào thấy vừa phải, chúng ta tập một thời gian á, nó càng ngày nó càng thấy dễ thôi ha. Rất tốt. 3 2 1 Rồi, ở trong tư thế quỳ nha mọi người. Rồi, một chân đưa về phía trước ha. Rồi, tay hai tay rướn lên. Rồi, căng cái phần lưng này cũng như là phần bắp chân, bắp chuối nha. Giữ lại.
3, 2, 1. Rồi, từ tư thế này nha. Rồi, co gối trước, hạ xuống. Rồi, căng cái phần cơ gập hông ở đây ha. Sau đó đồng thời, chân trái đang đưa về phía trước thì xoay người về phía bên trái. Rồi, sau đó trở về ha. Bây giờ chúng ta đổi chân nha mọi người. Rồi, nãy chân trái thì bây giờ chân phải ha. Rồi, cố gắng duỗi chân nghiêng người phía trước. Hông rướng chạm được vào ngón chân thì chúng ta chạm vào cẳng chân cũng được ha. Rồi, bài cuối cùng. Rồi, đẩy mông về phía trước, xoay người về phía chân. Ví dụ chân phải xoay về bên phải. 5, 4,